Ve vẽ về ve cái về ho hắn. Mẹ bầu lo lắng tác hại khó lường. Người béo tiểu đường, người già trẻ nhỏ, Nam Hà đã có bộ phế không đường. Siro thuốc ho bộ phế Nam Hà chỉ khá lộ không đường, chứa các thành phần thảo dược, chữa trị các trường hợp ho, đau rắc họng, viêm phế quản. Không dùng cho trẻ em dưới 30 tháng tuổi, trẻ em có tiền sử động kinh hoặc co giật do sốt cao. Người mẫn cảm với bất cứ thành phần nào của thuốc, đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Bộ phế Nam Hà, thương hiệu quốc gia Việt Nam.